La Huệ Quyên sinh ngày 10 tháng 10 năm 1966, mất ngày 30 tháng 6 năm 2012. Cô sinh ra ở Hồng Kông và là một nữ diễn viên người Singapore gốc Hoa. Các tác phẩm tiêu biểu của cô bao gồm Thư Kiếm Ân, Cửu Lục và Thiên Tiên Phối. Năm 1987, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Côn. Tuy nhiên, cô bất ngờ bị công ty nơi cô đang làm việc lúc đó đuổi đi công tác do vắng mặt nên cô đã tự nguyện từ bỏ công việc. Sau này, vì anh trai cô là La Vĩ Bằng, một cựu diễn viên TVB, và dưới sự giới thiệu của Lưu An Lệ, cô đã đánh bại hơn 20 đối thủ và giành được vai Hoắc Thanh Đồng trong Thư Kiếm Ân, Cửu Lục và gia nhập làng giải trí. Tác phẩm đầu tiên cô tham gia cũng là Thư Kiếm Ân, Cửu Lục. Sau đó, cô tham gia nhiều phim truyền hình và điện ảnh, thường xuyên hợp tác với Lưu Thanh Vân. Năm 1999, cô gặp tai nạn khi lặn ở Papua New Guinea, dẫn đến mất thính giác ở một bên tai. Những năm gần đây, cô rút lui khỏi làng giải trí và thỉnh thoảng làm người dẫn chương trình. Tối ngày 30 tháng 6 năm 2012, La Huệ Quyên qua đời vì bệnh ung thư tuyến tụy ở Singapore, thọ 45 tuổi. Đời tư của La Huệ Quyên. Năm 1989, La Huệ Quyên và Châu Tinh Trì yêu nhau khi đóng phim Anh Hùng Cái Thế, và cả hai tiếp tục mối tình ngầm trong 3 năm. Tháng 9 năm 1992, cả hai chính thức tuyên bố chia tay. Về nguyên nhân chia tay, La Huệ Quyên sau nhiều năm im lặng thừa nhận nguyên nhân chính là do người đàn ông đã quá chậm trễ trong việc giải quyết mối quan hệ của anh ấy. Bộ phim truyền hình Thiên Tiên Phối năm 1997 đã đưa La Huệ Quyên và bạn diễn Lý Chí Kỳ đến với nhau, và cả hai trở thành tình nhân nhờ không khí trong phim. Không rõ đó là sức mạnh của cảm xúc hay sức hút của câu chuyện tình yêu lãng mạn này, họ dường như đã tìm được điều đẹp đẽ nhất trong lòng mình, tình yêu đích thực trở thành tình nhân. Lý Chí Kỳ cho biết, đóng vai trong phim này rất khác so với sự nghiệp diễn xuất trước đây của anh chưa bao giờ đóng một nhân vật trầm lặng và chính trực như vậy. Anh cho rằng đó là định mệnh, có lẽ vai diễn trong phim đã khiến họ cảm động. Đối với những người hiện đại bận rộn và hay lo lắng, thì cuộc sống thơ mộng và lãng mạn trong Thiên Tiên Phối lại là một cảm giác mới lạ. Tuy nhiên mối quan hệ này chỉ kéo dài được một năm thì họ chia tay. Sau đó, dưới sự giới thiệu của những người khác, La Huệ Quyên đã gặp ông trùm chứng khoán tài chính người Singapore Lưu Chí Mẫn. Vào ngày 12 tháng 8 năm 2008, La Huệ Quyên 41 tuổi và Lưu Chí Mẫn kết hôn người hơn cô gần 20 tuổi và đã hẹn hò được 10 năm. Họ tổ chức đám cưới tại nhà thờ và có sự tham gia của nhiều ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Hồng Kông như Trần Pháp Dung, Lê Mỹ Nhàn, Đặng Tụy Văn. Những biến cố trong cuộc đời của La Huệ Quyên. La Huệ Quyên gặp phải cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997, toàn bộ tài sản ban đầu của cô đều biến thành tài sản âm. Với nỗ lực của mình, cô đã trả thành công các khoản nợ trong tòa nhà nơi cô và gia đình sinh sống. Sau đó, La Huệ Quyên trở về đại lục đóng phim và số tiền 7 chữ số của cô được đưa cho một người bạn tin cậy để bảo quản, nhưng người bạn này đã chiếm đoạt riêng và số tiền vẫn chưa được trả lại. Năm 1999, La Huệ Quyên bị tai nạn khi lặn ở Papua New Guinea, Singapore, khiến cô bị điếc một bên tai do không được chăm sóc y tế kịp thời, khiến thính lực của cô chỉ còn 20%. Sau đó, La Huệ Quyên tiết lộ rằng cô bị trầm cảm sau khi bị điếc do lặn, không thể ăn uống trong 10 ngày, cuối cùng cô đã dựa vào niềm tin và sự lạc quan để vượt qua những ngày đau khổ vì trầm cảm. Năm 2010, La Huệ Quyên được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy và bắt đầu được điều trị. Hai năm sau, La Huệ Quyên lâm bệnh nặng và nhờ một công ty sản xuất quay một đoạn video ngắn khoảng nửa giờ cho cô. Đoạn video cuối cùng để lại cho người thân và bạn bè thân thiết, cô kể lại mọi chi tiết về cuộc đời mình. Vào tháng 6 cùng năm, La Huệ Quyên qua đời vì bạo bệnh tại nhà. Nội dung về đoạn video mà La Huệ Quyên đã để lại. La Huệ Quyên đã quay một đoạn video ngắn trong một biệt thự ở Hồng Kông trước khi qua đời. Những lời cuối cùng dài 8 phút lần đầu tiên được phơi bày trong nhà tang lễ vào ngày 1 tháng 7. Chồng cô, Lưu Chí Mẫn, nhìn người vợ yêu quý và khóc khi nhìn thấy người vợ thân yêu của mình trên màn hình. Đoạn phim ngắn này được để lại để những người thân và bạn bè thân thiết tưởng nhớ đến cô. Trong video, La Huệ Quyên bình tĩnh đối mặt với cái chết, cô nói, đây là ân điển của Chúa. Cuộc đời tôi thật trọn vẹn và tôi ra đi thật hạnh phúc. La Huệ Quyên bị bệnh nặng, cô đã ủy quyền cho một công ty sản xuất quay đoạn video dài nửa tiếng cho cô như là đoạn video cuối cùng để lại cho người thân và bạn bè thân thiết nhất của cô. Nhiều người thân, bạn bè được phép vào nhà tang lễ để bày tỏ lời chia buồn. Đoạn video dài khoảng nửa giờ, bao gồm đoạn độc thoại dài 8 phút về những lời cuối cùng của La Huệ Quyên. Cô mặc đồ đỏ, chịu đựng nỗi đau trước ống kính và kể lại mọi chi tiết về cuộc đời cô. Cô đã nói trong video, đây là ân điển của Chúa. Cuộc sống của tôi thật trọn vẹn và tôi ra đi thật hạnh phúc.
chôn cất La Huệ Quyên. Theo báo chí Hồng Kông đưa tin, vào ngày 19 tháng 11 năm 2012, gia đình La Huệ Quyên đã chuyển cho cốt của bà đến Nghĩa Trang Hiệp hội Cơ đốc giáo Trung Quốc để làm lễ đăng quang. Mặc dù La Huệ Quyên đã qua đời gần 6 tháng trước nhưng chồng của La Huệ Quyên là Lưu Chí Mẫn vẫn còn đau đớn và buổi lễ được tổ chức, tôi đã khóc rất nhiều trong khoảng thời gian này. Chồng của La Huệ Quyên là Lưu Chí Mẫn, anh trai thứ hai của cô là La Chí Bằng, chị gái La Huệ Liên và các bạn của cô là Trần Pháp Dung, Lê Mỹ Nhàn và Đặng Tụy Văn đã tham dự buổi lễ. Buổi lễ bắt đầu lúc 11 giờ sáng, trong đó mục sư cầu nguyện và đọc kinh thánh. Người ta nhìn thấy Lưu Chí Mẫn khóc nhiều lần từ xa, rõ ràng là rất tiếc cho cô ấy, tôi vẫn nhớ người vợ quá cố của mình rất nhiều. La Huệ Quyên đã ra đi, nhưng sức mạnh của cô trong những thăng trầm của cuộc đời và sự khao khát lời Chúa của cô đã truyền cảm hứng cho nhiều người. Mục sư và Đặng Tụy Văn đều cho biết họ là môn đồ của Chúa Giê-xu và đang đi theo con đường làm môn đồ. Sự nghiệp diễn xuất của La Huệ Quyên. La Huệ Quyên sinh năm 1966 tại Hồng Kông, cô bắt đầu làm người mẫu bán thời gian từ khi còn học cấp 2. Khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1983, cô được công ty sắp xếp đi công tác ở nước ngoài và tự nguyện bỏ phiếu trắng do vắng mặt. Sau đó, dưới sự giới thiệu của anh trai, La Huệ Quyên đã tham gia cuộc thi Ngôi sao siêu mới nổi vào năm 1987 và giành chiến thắng thành công, coi đây là cơ hội để gia nhập làng giải trí. Thư Kiếm Ân Cửu Lục là bộ phim đầu tiên cô tham gia và cô đã trở nên nổi tiếng. Sau đó, cô hợp tác với Lưu Thanh Vân nhiều lần và biểu diễn trong nhiều bộ phim truyền hình như Nhiên Thiêu Tuế Nguyệt và Người Nơi Biên Giới. Ngoài ra, cô còn tham gia nhiều bộ phim như Hoàng Kim Đạo Sĩ, Anh Hùng Nói Dối, Đêm Sương Mù ở Thiên Thủy Vi. Kể từ khi La Huệ Quyên bước vào làng giải trí, hầu hết các vai diễn của cô đều là phụ nữ trong trang phục cổ xưa, chủ yếu là những cô gái chiến binh. La Huệ Quyên cảm thấy hơi nặng nề trước hình ảnh thanh lịch và trầm lặng của bảy nàng tiên trong Thiên Tiên Phối mà cô đảm nhận. Đóng vai chính vào năm 1997. Để đóng bộ phim này, cô thậm chí còn bỏ công việc dẫn chương trình truyền hình. Sau đó, cô đảm nhận vai trò người dẫn chương trình thế giới điện ảnh trên chương trình Meet Phoenix TV của Phoenix TV. Xuất Thủy Phù Dung là tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp diễn xuất của La Huệ Quyên. Trong bộ phim này, cô đóng vai hút thuốc. Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé.